Kính thưa quý vị, từ hôm nay, Vinnow Media mở ra tiết mục mới Thư gửi dấu yêu do nhà văn Đỗ Võ Tròn phụ trách. Quý vị nào có những lá thư, những dòng nhật ký như là những trang mực tím dễ thương gửi cho nhau, hãy email về info@vinnow.com. Thư gửi dấu yêu là những bức thư, là những dòng chữ tiếp nối giải bày tâm cảm, giải bày tình tự, có thể là rưng rưng thắt buộc, cũng có thể là nhẹ thả băn khuân. Nước mắt thầm lén long lanh trong nỗi ngạn ngào, nụ cười thoáng nhẹ mỏng sương trong phơi phới nắng lụa dịu dàng, là những dòng chữ cũng những bức thư viết để chẳng bao giờ đến với anh, đến với em, để thành những mảnh vụn như cánh bướm bay trong căn phòng hiu quạnh, là những dòng chữ của những bức thư đến giữ lại mơ mộng yêu đương, và người viết đợi chờ hồi âm khi đếm những cánh chim trời lạc về từ một phương trời nào đó. Thư gửi dấu yêu cũng là hồi âm, cũng là gửi xưa kỷ niệm, gửi bây giờ đam mê chất ngất. Thư gửi dấu yêu. Anh thương, viết cho anh trong lúc cơn sốt nó đang làm khó em. Mồ hôi đẫm cả người, em không nằm được nữa, chỉ muốn ngồi thơ thẳng. Tâm tư em bây giờ không phải là đang nhớ anh đâu, mà chỉ đang thương anh nhiều, nhiều lắm. Thì bây giờ cũng không phải là em đang nhõng nhẽo với anh, mà em đang thì thầm trò chuyện với anh đó. Bây giờ là mấy giờ rồi anh nhỉ? Để em xem, 11 giờ đêm rồi. Giờ này anh đã trở về nghỉ ngơi chưa? Em hỏi là hỏi vậy thôi, chứ anh có bao giờ thật sự nghỉ ngơi đâu, phải không anh? Buổi trưa hình dung ra anh, nắng thật chói, thật chiếu rọi. Em cũng đang hâm nóng cõi lòng, nhưng lòng em vui quá nên bẵng đi mất cơn sốt. Bây giờ không thấy anh, em cảm thấy cơn bệnh thật rõ ràng. Vài lần anh có nói với em là anh rất lãng mạn, em vẫn cố tình không muốn chấp nhận điều đó. Buổi nào đó nhìn vào mắt anh, nghe anh nhắc lại câu nói không muốn chấp nhận cũng không được. Có một lúc quay đi, em cảm thấy buồn lắm. Nhưng bây giờ ngồi viết thư cho anh thì tâm hồn thật nhẹ nhàng. Từ lâu rồi, em đâu phải không biết, em đâu phải không hiểu, tình cảm vẫn là một bội phản chẳng bao giờ biết được. Cho dù có muốn hay không muốn, khi gặp anh và thương anh, ngay phút gặp gỡ đó, em đã chẳng hề hối tiếc những điều mà em đã tận tụy với anh. Có đôi lúc cũng cảm thấy giận hờn, nhưng em nghĩ đó cũng chỉ là một phản ứng rắc người thôi, giống như một vết xước nhắc nhở cho em biết em vẫn còn hiện diện trong cuộc sống rất phức tạp này, vẫn còn một người đang khi cúi xuống hôn mình, vẫn còn một vài điều yêu quý mình. Tối nay em rất mệt mỏi, nhưng em đã chẳng muốn giữ lại những điều suy tư của em nữa. Em muốn trút đỡ lên anh như một thứ trút đỡ mặn nồng, để rồi sau cơn sốt em sẽ không hờn giận anh nữa. Đời người em vẫn ví như một cuộc chơi dài, như con đường tranh tài tranh sáng. Có những điều xảy ra không vừa ý, có những cái tắt tay đau điếng đến vỡ nước mắt. Và sau cơn đau tưởng không thể chịu đựng nữa, tưởng mình sẽ đánh mất đi mãi, thì em lại ngẩng mặt lên, thẳng thắn thách đố những hạt định mệnh. Cứ rơi nửa đi, xem hạt nào còn lại và hạt nào vỡ đi, và vỡ đi hay còn lại điều bi đát như nhau. Cho nên em cứ mặc cho định mệnh nó vỡ trên em, thì em vẫn dững dưng bước tới, vẫn ngẩng mặt thách đố không ngừng nghỉ.
Đời sống của em là một chuỗi ngày mơ mộng, nhưng em chẳng bao giờ giấu giếm gì anh. Em mơ mộng nhưng lại không lãng mạn, hoàn cảnh nào không có thể chi phối được em. Một gặp gỡ bất thường, một tán tỉnh ngộ nhận chỉ đủ khiến cho em bật cười khúc khích rồi thôi, nhưng là một ấp ủ trìu mến riêng tư. Khi em nghiêng đầu, em mặt xuống bên gối, nghĩ đến một điều yêu quý của em. Điều yêu quý có một nụ hôn sắc nồng, có một vòng ôm sắc quấn quýt. Có một thăm hỏi rất nhẹ nhàng rất đủ để em nghĩ rằng anh đang hờ hững và em có cớ để hờn anh, hờn mà chẳng nói. Đời sống chung quanh em là những cơn lốc, anh cần có một khoảng trống để xoay chân. Em từ đâu đó tình cờ đến như một cố ý, không làm vướng chân anh nhưng đôi lúc cũng khiến anh lúng túng. Và em đối với anh bỗng là một lãng mạn bất ngờ, ban đầu là một ngỡ ngàng thích thú và sau đó vẫn là một con đường mòn quen thuộc mà anh đã đi qua. Em bây giờ đó đã tình cờ đến thì cũng lại tình cờ đi. Em giúp anh có những khoảng trống để xoay đủ vòng. Em giúp anh tháo gỡ một phiền toái bất ngờ đang trong những ngày vừa qua. Dĩ nhiên là em sắc bù nhiều, nhưng đời sống đầy những cơn lốc xoáy, anh dễ chịu hơn, hiểu không? Anh yêu dấu. Lá thư thứ hai cũng từ Cỏ Hoa. Bây giờ thì em không, không là nhớ anh, chỉ là cảm xúc khi em vô tình cầm lấy hộp thuốc 3 số 5 mà em đã mua từ lâu. Hình như em đã gửi cho anh 19 điếu thuốc, còn lại một điếu cuối. Ngập ngừng quá, nửa muốn gửi tiếp cho anh, nửa muốn giữ lại điếu thuốc cuối cùng, chắc chỉ nhạt lắm phải không anh? Em bất chợt nhận được cái cảm xúc sâu kín do em gửi lá thư đầu tay cho anh. Từ giờ đó đến nay, thời gian chỉ bằng một cái chớp mắt nhẹ nhàng thôi, vậy mà như đã xưa cũ lắm, vậy mà thân quen như một vùng kỷ niệm mịt mờ yêu dấu nào đó. Anh nghĩ em đang viết văn ư? Không đâu, nhưng nếu là một bài văn đi nữa thì em cũng chỉ viết cho mỗi mình anh đọc thôi, bởi vì cũng chỉ có mỗi anh mới cảm nhận được hết những cảm xúc của em mà thôi. Giờ mới chợt biết vì sao mình thương một người, vì sao mình trầm nổi với một người. Tâm tư em vốn là một vùng biển lặng, một bờ bến sắc bình yên, nhưng bây giờ với một tìm biết bất ngờ, với những sóng, những góc, những nắng, những bão vừa qua thì lại cũng trầm hơn. Nhưng dù sao đi nữa, đời sống phía trước có vật vã em như thế nào thì trong một góc vắng thầm kín của tâm tư em, nào có ai có thể ngăn cản được. Thương yêu anh và ở anh rất thân thiết, rất nhẹ nhàng. Bản thân em có những ngăn cấm thì cũng vậy thôi, vì thầm kín bao giờ cũng là thầm kín. Em lại đang tán tỉnh anh đó, sợ không? Điếu thuốc cuối có lẽ sẽ rất nhạt, anh có ngại hút không? Sáng nay em băng ngang đường đi, lúc đi qua cây bách diệp, thấy chiếc lá bách diệp này đông đưa. Em thích cái màu xanh của nó, không thích cái sắc nhang của nó, nhưng em vẫn hái, em gửi đến anh. Chắc lúc anh đọc thư thì màu xanh của nó đã chuyển màu. Thật ra nó mắc đẹp đi nhiều khi em cắt mắt cái cuống của nó. Ý nghĩa gì đi chăng nữa thì anh vẫn im đậm trong tâm tưởng em, với đời sống hoa thơm cỏ lạ của anh. Lúc nào em vẫn nhớ đến anh như hoa bông gòn nương theo gió đến cả nhẹ trên má anh. Nghe anh thương của em. Thank you.
một lời trăng. Chiều chậm bước theo thời gian lam lũ, nhớ thật nhiều để giấu nỗi niềm riêng. Em đi qua dòng sông buồn muốn khóc, gió cũng buồn, cây cỏ cũng buồn theo. Nỗi buồn đó xin chờ nhau cuối phố, chung cuộc rồi vẫn phải một lần. Quý vị vừa nghe xong tiết mục Thư gửi dấu yêu do nhà văn Đỗ Vẫn Tròn diễn đọc, và nhạc phẩm Em đi qua, thơ Đỗ Vẫn Tròn, nhạc Nguyên Nhu, ca sĩ Ý Lan trình bày. Vào ngày mai, cũng giờ này, xin mời quý thính giả đón nghe tiết mục Thư gửi dấu yêu do nhà văn Đỗ Vẫn Tròn phụ trách.